Tại thành phố Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Hạt nhân tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày khánh thành công trình khôi phục và mở rộng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Tham dự có ông Hu Liu, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía tỉnh Lâm Đồng, có ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Cà Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện các sở ngành cùng lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Nghiên cứu Hạt nhân qua các thời kỳ đã tham dự. Tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Cao Đông Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân, đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường 40 năm ngày lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được hình thành và phát triển, trong đó nêu rõ, được sự giúp đỡ của chính phủ Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết trước đây, ngày 15 tháng 3 năm 1982, công trình khôi phục và mở rộng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được chính thức khởi công, và 2 năm sau vào ngày 20 tháng 3 năm 1984, lò phản ứng với tên mới là lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được chính thức đưa vào vận hành. Trong 40 năm qua, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã hoạt động an toàn đúng kế hoạch, gần 70.000 giờ tại công suất danh định 500 kW để phục vụ cho nghiên cứu khoa học, phân tích mẫu, sản xuất đồng vị phóng xạ cho y tế, công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực. Trung bình trong 30 năm đầu, lò phản ứng vận hành khoảng 1.300 giờ mỗi năm và tăng lên 3.000 giờ một năm trong 10 năm gần đây. Đặc biệt trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, lò phản ứng vận hành trên 4.500 giờ mỗi năm để sản xuất đủ thuốc phóng xạ cho các cơ sở y tế trong nước và hỗ trợ nước bạn Campuchia. Con số 70.000 giờ hoạt động của lò phản ứng tương đương với thời gian làm việc 34 năm của một cán bộ viên chức, cũng đã minh chứng cho khả năng làm chủ kỹ thuật trong vận hành an toàn lò phản ứng của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật của viện. Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được đánh giá là lò sử dụng hiệu quả nhất trong các lò có công suất thấp trên thế giới. Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt được giao nhiệm vụ quản lý vận hành và khai thác lò phản ứng nghiên cứu duy nhất hiện nay của nước ta. Suốt 40 năm qua, cán bộ Viện Nghiên cứu Hạt nhân đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp viện, cung cấp khoảng 17.500 xi thuốc phóng xạ các loại cho các bệnh viện trong nước, phục vụ chẩn đoán chữa trị cho khoảng 500.000 lượt bệnh nhân một năm. Sản phẩm của viện còn xuất khẩu sang Campuchia, giúp nước bạn phát triển ngành y học hạt nhân. Ngoài ra, viện đã nghiên cứu thành công một số đồng vị phóng xạ mới để chuẩn bị cho dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân sắp tới. Mỗi năm trung bình trên 4.000 mẫu các loại được phân tích, phục vụ đắc lực cho việc tìm kiếm khoáng sản tài nguyên nước, dầu khí, nghiên cứu khảo cổ, đánh giá thổ nhưỡng, ô nhiễm môi trường, kiểm soát chất lượng an toàn lương thực thực phẩm. Với các kết quả đạt được, Viện Nghiên cứu Hạt nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 năm 1989, Huân chương Lao động hạng 2 năm 2001, Huân chương Lao động hạng nhất năm 2009, Huân chương Độc lập hạng 3 năm 2014, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ cho cùng công trình nghiên cứu đảm bảo vận hành an toàn và khai thác hiệu quả lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt năm 2012 và nhiều bằng khen giải thưởng khoa học khác. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ niềm tự hào khi có Viện Nghiên cứu Hạt nhân đóng chân trên địa bàn tỉnh với nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học. Kết quả của các đề tài nghiên cứu được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và phục vụ đời sống. Các hoạt động triển khai và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ của viện đã góp phần tích cực vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Với vai trò trách nhiệm là một cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành đóng trên địa bàn tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn đề nghị Viện Nghiên cứu Hạt nhân tiếp tục nghiên cứu chuyển giao khoa học kỹ thuật cho địa phương để ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và trong lĩnh vực y tế, bảo vệ môi trường. Lâm Đồng với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên do biến đổi khí hậu đã và đang tác động rất lớn đến năng suất, chất lượng, hiệu quả của một số loại cây trồng. Do đó rất cần những kỹ thuật, công nghệ mà Viện Nghiên cứu Hạt nhân có khả năng nghiên cứu, phát triển, nhất là việc lựa chọn tạo giống cây trồng có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, phát triển các sản phẩm phòng trị bệnh cho cây trồng, phân tích kiểm định nông sản, thực phẩm, đánh giá tác động môi trường, bảo vệ môi trường, sinh thái trong sản xuất. Cần tiếp tục quan tâm khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, phổ biến, ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ, củng cố và mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, cho viện và địa phương. Ghi nhận biểu dương những thành tựu của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt trong 40 năm qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho rằng những đóng góp của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đã giúp cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam tiên tiến hiện đại hơn. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, hiện Bộ đang được giao nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân với lò nghiên cứu công suất cao quy mô lớn hơn nhiều lần so với lò Đà Lạt hiện nay, nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng hạt nhân cho quốc gia,
đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, phục vụ cho việc tiếp thu làm chủ công nghệ hạt nhân. Tôi đề nghị trong thời gian tới, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam tập trung nhân lực, trí tuệ và thời gian hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các đối tác phía Rosatom để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tốt dự án này. Một nhiệm vụ khác liên quan đến năng lượng nguyên tử mà Bộ Công nghệ đang khẩn trương thực hiện đó là sửa đổi Luật Năng lượng Nguyên tử năm 2008. Với vai trò là một cơ sở bức xạ đặc thù đang quản lý và vận hành thiết bị hạt nhân duy nhất của nước ta hiện nay, tôi đề nghị Viện Nghiên cứu Hạt nhân quan tâm đầu tư thời gian nghiên cứu tìm hiểu để có những góp ý xác đáng vào Luật Năng lượng Nguyên tử sửa đổi, sao cho bộ luật sớm đi vào cuộc sống, thúc đẩy ngành năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình tiếp tục phát triển. Dịp này, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khoa học hạt nhân.